Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lòng ăn năn thống hối tội lỗi thâm sâu liên lụy và lòng kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2024. Vâng, lạy Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Chú lực giáo huấn cháu Dương Liễu. Cháu Dương Liễu thân mến, việc nữ tu Guadalupe ẩn danh là so ra với đại chúng, nhưng vẫn có linh hướng là linh mục. Còn bà MDM thì không có linh hướng và không ra trình diện giáo quyền để trình sách sự thật lên cho giáo quyền thi hành thánh chỉ của Thiên Chúa. Như thế là tiên tri giả. Đó là điều phi lý và ta biết nó đến từ quỷ. Và Chúa đã khiển trách ngụy giáo hoàng Benedicto 16 cũng cho chúng ta biết sách sự thật đến từ quỷ. Và rõ ràng hơn là Đức Chúa Giêsu đã mặc khải cho Chú Lực biết sách sự thật là do những linh hồn chính thống giáo và tin lành xa hỏa ngục được Lucifer sai về mặc khải cho những nhà thần học chính thống và tin lành và bà Maria Divan Maxi. Những người này gửi về cho Benedicto 16 phát hành. Còn những gì Chú Lực giao giảng theo mặc khải của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ ẩn danh là linh mục Trần Văn Lý linh hướng, và tiếp theo là những ngôn sứ khác như Maria Võ Thị Thanh Thủy ở Vũng Tàu, Maria Nguyễn Thị Nhung ở Seattle, Hoa Kỳ, Maria Trinh Nguyên ở bang Texas, Hoa Kỳ, và sau cùng là Maria Loan Anh ở Thủ Đức. Và Chú Lực cũng là linh hướng của những ngôn sứ này. Nay mọi người đã biết Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ giới thiệu cho mọi người biết Chú Lực là mai sen mà Đức Mẹ đã tuyển chọn và là Phêrô II mà Đức Chúa Giêsu đã nâng lên để cầm đầu Hội Thánh đau khổ, Hội Thánh chân chính của Thiên Chúa. Và trong những cương vị đó, Chú Lực đang giáo huấn cháu Dương Liễu và giáo huấn cả loài người đây. Ai không thông công cùng Hội Thánh này thì không được rỗi linh hồn. Còn việc Chúa tha cho Satan thì đã được Thiên Chúa mặc khải cho một vị linh mục là giáo phụ từ thế kỷ thứ hai là Origen, nhưng tiếc là chẳng có mấy ai hiểu được. Còn bây giờ chính Chú Lực hỏi Đức Chúa Giêsu về việc này, và việc này rất tế nhị, bởi vì đối với những người không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì nó cũng không hiểu. Và nó lợi dụng lòng thương xót của Thiên Chúa để tìm lạc thú trần gian mà quên mất hạnh phúc vô biên, bất biến và vĩnh hằng của thiên đàng vĩnh cửu. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Thì con cái phải biết rằng tình yêu Thiên Chúa sẽ toàn thắng. Đơn giản là chúng ta cứ suy Thiên Chúa đã dạy chúng ta tha 70 lần 7, có nghĩa là thà mãi. Thì chẳng lẽ Thiên Chúa dạy chúng ta như thế mà Thiên Chúa lại không tha mãi? Người nào không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì cũng không hiểu được nỗi lòng của người cha. Và những người đó là dị giáo. Con người xác thịt phải tiến bộ rất cao về tâm linh thì mới hiểu được mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Và Thiên Chúa dạy bảo giáo huấn con người qua từng thời đại và theo từng trình độ tâm linh của con người. Và biết con người ngu si dốt nát, dễ bị ma quỷ lừa gạt, cho nên Thiên Chúa đã dùng chiến sĩ hy sinh Maria Phạm Thị Hằng để bắt thằng quỷ nhập vào, nói lên tiếng nói của con người thì con người u mê mới hiểu. Nó trả lời cho linh mục tin sách sự thật rằng
chúng mày nhìn vào xem gương mặt của Chúa chúng mày hay là gương mặt của tao? Đúng là lũ mù. Chúa chúng mày thì chúng mày nói là tao, còn tao thì chúng mày nói là Chúa của chúng mày. Chúa chúng mày là đường, là sự thật và là sự sống. Tại sao gọi sách đó là sách sự thật? Cháu lo mãi mê tin sách sự thật để được vào trời mới đất mới hạnh phúc ngàn năm mà cháu không biết mình đã bị ma quỷ lừa gạt. Và mình không biết gì về mặc khải tại Việt Nam chúng ta, rằng nhờ máu các thánh tử đạo đã đổ ra trên quê hương Việt Nam tử đạo, mà Thiên Chúa đã chọn Việt Nam làm dân riêng thay thế dân tộc Do Thái, và qua Việt Nam Thiên Chúa sẽ cứu thế giới. Cháu nhìn vào bức hình này là những dấu chỉ thời đại mà không hiểu được chân lý hay sao? Những người không hiểu ý nghĩa những dấu chỉ thời đại thì Thiên Chúa khiển trách là giả hình. Cháu và mọi người hãy lo mà hiểu lấy những dấu chỉ thời đại mà Thiên Chúa đã đói thương ban cho nhân loại. Chú xin Đức Mẹ soi sáng cho cháu. Chú chào cháu. Hết. Trân trọng kính chào toàn thể anh chị em trên thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen.